và nữa số dân vô Việt Nam đã đạt khoảng 4.465 người và khoảng hơn 1.000 dân. Giáo xứ này chia thành 5 giáo khu. Ngoài ban thường vụ thì có 4 giáo khu có 3 điều hành, là gồm có trưởng khu, phó khu, thư ký thủ tướng. Và đây là các điều kiện để ban thường vụ của chúng con được có 5 ông. Đây là cái lý thương ông phó trưởng khu, ông phó mạnh vụ thì hiện đang ở đâu không thể đến được. Ông thủ quý và đây là viên trên gồm có trưởng khu của 5 giáo khu. Và ngoài ra thì chúng ta có các đoàn thể